Kính thưa chư tôn đức, hội đồng điều hành, ban giảng huấn cùng toàn thể tăng ni sinh viên, thấm thoát mà chúng ta đã qua được một tháng trong mùa an cư, còn hai tháng nữa thì chúng ta sẽ giải hạ. Trong hai tháng còn lại thì đại chúng nên suy nghĩ tất cả những cái gì mà chúng ta đã học được, rồi rút ra cho mình một cái kinh nghiệm để tiến tu đạo nghiệp. Vì trường của chúng ta thì nó có là 10 khoa. Mỗi một người thì phụ trách một môn học. Cho nên nếu mà đi sâu vào các môn học thì nó sẽ không giống nhau và không đồng nhau. Cho nên từ cái chỗ khác nhau đó mà chúng ta tìm ra được một cái chân lý ở trong đạo Phật. Cho nên suốt đời tu thì tôi học hết tất cả các pháp môn, từ Phật giáo Nguyên Thủy sang Phật giáo Phát Triển, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Kim Cang Thừa. Đặc biệt nhất là tôi để tâm nhiều về cái vấn đề thiền học. Cho nên tôi thấy tất cả các vị giảng sư, các vị giáo sư mà giảng dạy đó, thì không ai giống ai hết. Cho nên chúng ta cũng không thể nói là vị này giảng đúng và vị kia giảng sai. Tao nói thế nào? Thì từ cái chỗ khác nhau đó mà tôi mới phát hiện ra được một cái điều là tất cả mọi người ở trên thế gian này từ nghìn xưa cho đến ngày nay và mãi về sau nữa đó, cũng không có ai giống ai nữa. Đó là cái cuộc sống của con người. Cho nên từ trong cuộc sống đó mà cho họ có một cái hiểu biết khác nhau đó. Cho nên trong những cái hiểu biết này đó, thì nếu mà y cứ theo Kinh Pháp Hoa, thì Kinh Pháp Hoa đây là chúng ta thường nói cái chỗ gọi là viên giáo. Thành là viên giáo thì Ngài Trí Dạ Đại Sư chia ra là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Viên giáo có nghĩa là chúng ta có cái nhìn thoáng hơn, có cái nhìn bao dung hơn, và chúng ta chấp nhận tất cả những cái dị biệt đó. Thì đó là cái cuộc sống, thì đó là cái sự sống của con người, cái hiểu biết của con người. Thì chúng ta chấp nhận cái hiểu biết đó, không ai giống ai hết. Nhưng mà trong cái khác nhau đó, thì chúng ta học được cái gì? Chúng ta thấy cái vị này có cái hiểu biết đó, có cái sinh hoạt đó, có cái cuộc sống đó. Nhưng mà vị khác thì có cái hiểu biết khác, có một cái sinh hoạt khác. Cho nên cái kết quả này đó, nó không giống nhau. Cho nên lúc bây giờ đó, ta học Phật, thì ta nhìn cho kỹ, ta thấy các vị nào mà tu có kết quả đó, thì ta theo cái đó ta tu để ta có kết quả. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Đức Phật mới chia ra, bảo là trời, người, Atula. Trời, người và Atula đó, họ thấy cũng không giống nhau rồi. Trời đó
thì thấy Phật theo cái kiểu của chư thiên, Atula thì thấy Phật theo kiểu của quỷ thần, mà con người nữa thì thấy Phật theo kiểu của con người. Nên đầu tiên chúng ta phân ra, chúng ta thấy có ba hạng người này thấy Phật khác nhau đây. Họ đã thấy khác nhau mà bây giờ chúng ta nói giống nhau thì họ cũng chấp nhận được. Cho nên ta nhìn kỹ ta thấy đây là chư thiên, thì ta biết chư thiên họ sẽ thấy như vậy. Chứ không phải là các ngài thấy Đức Phật bằng thân tứ đại như loài người chúng ta thấy Đức Phật. Cho nên nếu mà chư thiên mà nói với loài người nữa thì đương nhiên loài người không tin được đâu. Tại vì cái này cái thấy của chư thiên loài người có thấy đâu mà tin. Cho nên Đức Phật thường hay ví nữa, nếu mà cái người mù mắt từ nhỏ đó thì lúc bây giờ đó ta đem ta nói cái chuyện màu sắc đối với họ đó thì cái này vô nghĩa. Họ không thể phân biệt được màu sắc. Không phải chư thiên đó, đem cái thấy của chư thiên đó mà nói cho con người nghe đấy thì con người đâu nghe được. Cho nên đó, loài người đó thì chỉ nói là Đức Phật Thích Ca xuất thân từ con nhà họ Thích, rồi tới thành già gia, ngồi dưới gốc bồ đề, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Rồi từ đó đó ông mới bắt đầu mở đạo, đi xuống lục quyển, giáo hóa năm em Kiều Trần Như, rồi trở lại cái chỗ bồ đề đạo tràng, tức là thôn U Lầu Tần La đó, mới độ cho ba anh em Ca Diếp về tới thành Vương Xá, độ cho vua Tần Bà Sa La và độ cho ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, và sau đó độ cho ngài Ma Ha Ca Diếp nữa. Tới 80 tuổi nữa thì tới Sa La Sông Thọ, gọi là nhập Niết Bàn, tức là chết. Đây, loài người nó thì chỉ thấy được Đức Phật tới đó thôi. Nhưng bây giờ ta nói khác hơn thì làm sao họ tin được, làm sao họ hiểu được. Cho nên cái con người mà có thiên nhãn thì thấy khác, có huệ nhãn thì thấy khác, pháp nhãn thì thấy khác. Đâu có ai giống ai được chỗ này. Ta nói loài người bảo là thấy sự vật bằng nhục nhãn thì chỉ thấy tới đó thôi. Cho nên đối với loài người nữa thì Đức Phật nói chừng đó thôi. Cho nên có người họ chấp vào cái chỗ này đó, mà họ nói Đức Phật suốt 45 năm là chỉ nói cái tứ thánh đế thôi. Đức Phật chỉ nói tứ thánh đế thôi. Rồi đó, mọi người đó thì học cái tứ thánh đế này và tu cái tứ thánh đế này. Để tới cuối cùng đó mà chứng được quả A-la-hán. Mà chứng được quả A-la-hán thì như thế nào? Thì đây cũng ai giải thích được nữa. Tại vì chỉ có người nào đắc quả A-la-hán rồi đó thì mới biết được cái quả đó. Còn cái người mà chưa chứng được quả A-la-hán thì cái trường hợp đó nói thế này, nói thế kia thì hoàn toàn không đúng đâu. Thế nên có người nói là đắc quả A-la-hán tức là làm chủ được sanh già bệnh chết. Nhưng có thiền sư thì bảo là làm chủ được sanh già bệnh chết nhưng mà chưa chắc là đắc A-la-hán đâu. Đây, chỗ này chúng ta suy nghĩ nữa. Làm chủ sanh già bệnh chết đâu phải là chứng quả A-la-hán. Làm chủ sanh già bệnh chết cái này đơn giản thôi, loài người làm được dễ dàng. Mà nhiều người làm được thì cái này có phải là... Cho nên đây chúng ta cần phải suy nghĩ và cân nhắc. Tại vì khi mà tôi gặp một vị thiền sư nói với tôi thế này, nói làm chủ sanh già bệnh chết thì cái chuyện này rất là đơn giản, ai cũng làm được hết. Ai cũng làm được.
Thành ra khi mà làm chủ được cuộc sống của chúng ta đó, thì sao? Chúng ta chỉ rèn luyện làm sao mà chúng ta có cái thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh này, sanh. Sanh thì phải khỏe mạnh, sống thì phải khỏe mạnh, để được an vui và hạnh phúc ở chỗ này nè. Cho nên cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu nữa là chỉ rèn luyện cái này thôi. Cái người nào mà khéo thực tập thì trong đời họ không bệnh hay ít bệnh. Nên từ cái chỗ ít bệnh lên tới chỗ không bệnh thì như vậy họ làm chủ được, làm chủ được cái thân mình. Nên làm chủ được cái thân này nữa, tức là làm chủ cái chỗ ăn uống ngủ nghỉ, gọi là điều hòa, điều hòa cái thân của thân. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên khi điều hòa được cái này rồi đó, ta làm chủ được nó rồi đó, thì ta muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, ai làm cũng được hết. Tức là muốn sống thì chúng ta đừng bao giờ mà đưa vào cái cơ thể này những cái món ăn không cần thiết, không thích hợp, thì chúng ta không có bình hoạn. Cho nên chuyện tu đến cái này rất nhán. Tại vì chúng ta không hiểu, cho nên Đức Phật dạy đó, cái dây đàn mà quá căng thì nó đứt, mà quá dùng thì nó không ra tiếng. Cho nên cái trung đạo của Đức Phật dạy chúng ta là, tức là giữ cho nó điều hòa, giữ cho nó điều hòa, thân phải điều hòa, rồi tâm cũng phải điều hòa, thì như vậy đó là cái cuộc sống của chúng ta được an lành, được hạnh phúc. Nhưng mà khi mà chúng ta đó không muốn sống nữa thì sao? Thiền sư dạy tôi đó, là không muốn sống đó, thì trường hợp mình sắp xếp cho cái chết của mình, cái chỗ này gọi là muốn sống thì sống, muốn chết thì chết đi. Muốn sống thì giữ cái mạng sống này, làm sao điều hòa được cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, điều hòa được cái tình cảm của con người để không bị chi phối. Cho nên bệnh hoạn không sanh. Cho nên cái người mà buồn rầu nhiều quá thì sao? Bị đau gan mà chết phải không? Nóng nảy, bực bội thì đau bao tử mà chết. Sợ quá cho nên suy thận mà chết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại ta nắm được yếu chỉ chỗ này rồi đó, thì ta không bị cái này. Tại trong đời tôi ấy, tôi coi cái sống và cái chết như bình thường. Cho nên năm nay tôi gần 90 tuổi. Nhưng mà bác sĩ nói là thận tôi tốt. Tôi nói là tại vì không sợ. Không sợ. Tôi cũng lo nghĩ cái gì. Cho nên gan tôi tốt. Đây là cái điều quan trọng. Và hạn chế cái sự bực tức tối đa, cho nên bao tử thôi vẫn tốt. Đấy. Cho nên cái này là con người điều chỉnh được, mà Đức Phật dạy con người là dạy cái này. Cho nên tôi ít bệnh hoạn là nhờ cái chỗ này biết điều chỉnh. Điều chỉnh cái tâm lý và điều chỉnh cái sinh lý, tức là cái thân vật chất. Còn cái người mà không biết đó, không tu đó, hay là tu sai đó, có nghĩa là cái tâm lý hành hạ cái thân vật chất. Rồi cái thân vật chất này nó hành hạ ngược nó lại tâm lý. Cho nên hai cái này nó tác động qua lại, mà thân làm khổ tâm và tâm làm khổ thân. Cho nên muốn chết thì chết không được, muốn sống cũng sống được. Đây là con người chúng ta thực. Cho nên bây giờ thiền sư bảo là muốn chết hả? Chết thì dễ thôi. Nhịn ăn chết, nhịn uống chết, và nhịn thở chết. Cho nên làm chủ được cái mạng sống chúng ta là làm chủ cái ăn uống, rồi làm chủ được hơi thở. Nên tôi cùng muốn chết thì trường hợp nín thở mà chết, tức là nhịn thở mà chết. Thành ra người mà biết nhịn thở để chết, cái người nào có đắc quả la hán không?
thành ra coi chừng là chúng ta lầm chỗ này. Nó là muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, đã đắc quả la hán, cái này không phải. Cái này những người không đắc quả la hán cũng làm được. Nhưng mà đắc quả la hán thì nó còn cái gì cao hơn chỗ này không? Còn cái gì cao hơn chỗ này nữa mới quan trọng. Cho nên cái vị mà đắc quả la hán này đó, là nó đòi hỏi, tức là họ phải có chánh niệm và có chánh định thực sự. Thay trên bước đường tu của họ có chánh niệm và chánh định thực sự. Cho nên một vị A-la-hán lúc nào cũng sống trong định. Cho nên sống trong định, cho nên họ không bị cái buồn, giận, sợ và lo chi phối. Cho nên các vị tu sĩ thật là như vậy. Cho nên khi mà vua Ba Tư Nặc nhìn thấy sáu vị đạo sĩ đi ngang, thì vua mới hỏi Đức Phật, trong sáu vị đạo sĩ này đó, mà Đức Thế Tôn có thấy những vị nào gọi là đắc quả A-la-hán không? Thế nên Đức Phật trả lời là tôi thấy ông này, tôi thấy ông kia, không nói cái đó. Cho nên chỗ này cũng là cái điều rất quan trọng. Thành ra tăng ni chúng ta thuyết pháp cẩn thận chỗ này, đừng để làm mất lòng các tôn giáo bạn. Ta không nói không thấy. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Đức Phật biểu đó, bệ hạ muốn biết được cái vị nào đắc thánh quả hay vị nào chưa đắc thánh quả đó, thì quan sát cái sự sống của họ. Quan sát cái sự sống của họ, quan sát cái bước đi của họ, quan sát cái nhìn của họ. Ta nói người có chánh niệm và người có chánh định họ sống nó hoàn toàn khác hơn cái người mà không có. Mà muốn cái này nữa là chúng ta phải gần, chúng ta phải thấy, chúng ta phải biết. Cái người này tại vì cái tâm hồn họ lắng yên, nhẹ nhàng, cho nên cái thân thể nó nhẹ nhàng. Cho nên từ chỗ này đó, mà tôi nhớ lại cái khi còn đi học bên Nhật đó, thì bây giờ tôi mới tập cái thuật phi hành. Tập thuật phi hành tức là đi bằng cái gì? Và đi bằng cái đầu, đi bằng cái ý chí, không phải đi hai cái chân nữa. Cho nên cái người đó mà mới tu, những người mà tu lâu rồi đó thì khác nhau chỗ này. Tại người mới tu thì họ đi bằng hai cái chân, nhưng mà tu lâu đó là họ có ý chí, họ có ý chí, cho nên họ đi bằng cái ý chí của họ, cho nên cái đầu đó, nó dẫn hai cái chân đi. Còn chúng ta mới tu đó thì hai cái chân chúng ta bước nó dẫn cái thân đi. Đây khác nhau chỗ này. Còn khi mà họ đứng, Hòa Thượng Trí Thủ bảo là đứng như tùng bách. Cho nên ở trong chùa đó người ta gọi là tùng lâm. Tùng lâm là cái rừng tùng. Cho nên vua Trần Nhân Tông khi mà lên núi tu thì Ngài bảo mỗi một thầy lên đây tu là trồng một cái tùng. Thì khi mà tôi về xây dựng học viện này tôi cũng nói mỗi một thầy hay là một cô mà về đây tu đó thì nên trồng một cái tùng lại trong trong cái khuôn viên học viện mình. Cái này thì tăng ni chưa trồng, nhưng mà gần như là trong hội đồng điều hành ban giảng huấn là đều có trồng tùng hết. Ta nên nhìn thấy những cái tùng trong này nữa, quý vị thấy sao? Thấy cái tùng này nữa, mình thấy cái tùng nữa mà mình nghĩ đây là Thượng Tọa Giác Dũng. Mình nhìn thấy cái tùng này nữa, mình nghĩ đây là Thượng Tọa Viên Trí, phải không? Đây mình thấy. Đây là cái rừng tùng, tùng lâm. Cho nên nó đứng thì như tùng bách. Cái tùng luôn luôn đứng thẳng. Và cái tùng nó có cái sức chịu nắng, chịu mưa, chịu tuyết. Cho nên cái người tu mà không có cái sức gan lì này nữa thì không thể đắc đạo được.
Cho nên trong hành Đầu Đà chúng ta có cái này. Cho nên ta tập ngồi ở trong tuyết, ta ngập tập ngồi ở trong mưa, ta tập ngồi ở giữa nắng hè. Nhưng mà nếu một thiền sư trụ định rồi đó, thì nắng trên 40-50 độ mà tâm họ không nóng. Lạnh dưới 0 độ mà họ thấy thân họ không lạnh. Đây là cái điều quan trọng với người tu. Ta nên có một cái rèn luyện con người. Cho nên rèn luyện như cây tùng. Cho nên ta nhìn ta thấy cây tùng lúc nào cũng xanh lá. Ta nói trời lạnh nó cũng xanh lá. Khi ở bên Nhật, tôi thấy cái tùng đằng trước chùa nó phủ lên màu trắng tuyết ấy. Thì tôi ra tôi mới lai cái nhánh nó thử, tuyết rơi xuống hết thì cây tùng bên trong vẫn xanh, vẫn xanh vẫn tươi. Những cái cây khác khô lá chết hết đi, nhưng mà riêng mình cái tùng mà chịu được. Cho nên đây là tiêu biểu cho người tu, mình phải luyện cái này chứ. Tức là chịu nóng được, chịu lạnh được, chịu khổ được, chịu nhục được, cái gì cũng chịu được hết, đó là người tu. Đây là Hòa Thượng Trí Thủ dạy. Thành tôi muốn nhắc lại cho quý vị để hiểu cái này. Tùng, tùng bách. Nắng mấy nó cũng xanh, mà lạnh mấy nó cũng xanh, lúc nào cũng xanh. Thành ra người tu không có thay đổi. Khi mà người ta cung kính cúng dường đầy đủ, cho đến khi mà người ta chê bai nhục mạ, người tu vẫn vẫn thanh thản được. Như cái tùng vậy đó, nắng cũng vậy mà mưa cũng vậy. Cho nên luyện tập. Cho nên các vị thiền sư tôi thấy trời mưa như vậy mà họ đã ngồi ngồi mưa, trời nắng như vậy mà họ đã ngồi nắng, ngồi chịu nắng, chịu mưa thôi. Có những cái lạ mà chúng ta phát hiện ra được trong cái thế giới người tu. Cho nên lấy cái tùng làm đại sống. Nó đứng như tùng bách. Rồi lúc bây giờ đó, là chúng ta ngồi. Khi mà chúng ta ngồi thì ngồi như gì? Ngồi như chuông, phải không? Cho nên chúng ta ngồi đó là ngồi rất là vững, tức là ngồi ngồi kiết già là vững. Tại vì khi mà ngồi kiết già như vậy đó, thì khi quý vị nhập định rồi, hay đến khi quý vị chết rồi đó, thì quý vị ngồi được. Vẫn ngồi được. Còn nếu mà ta không ngồi vững như vậy đó, thì khi ta yếu một chút nó ngã. Cho nên ngồi, nhưng mà cái dáng ngồi luôn luôn lúc nào đứng cũng thẳng. Và nó tự chịu đựng trong cái cơ thể của ta. Còn nằm thì nằm như sư tử. Nằm như sư tử. Cho nên sư tử quý vị thấy nó nằm đó, nhưng mà có một cái gì xảy ra đó là nó biến thế rất là nhanh. Cho nên khi mà ở trong học ở trong võ đạo á, thành ra các vị võ sư mới nói với tôi cái điều này. Thành ra nằm, thường mình nằm ấy, nhưng mà một võ sĩ khác nó tấn công mình ấy, mình vẫn có cái thế thủ và thế tránh được. Đây trên đường tu nằm, không? Làm sao mà mình nằm im như mà thiên ma ngoại đạo không tấn công mình được này? Đây là cái điều quan trọng nhất trên người tu. Cho nên bốn cái tướng của người tu, họ đi rất là nhẹ nhàng, họ ngồi rất là vững, họ đứng như tùng bá. Đứng như tùng bá là không phải đứng giữa vách. Thành đứng giữa vách là đứng theo cái kiểu người bằng tiện. Đây là trên nước đường tu. Cho nên luyện cho được bốn cái tướng này. Bốn cái tướng này người ta gọi là bốn cái tướng của ông thầy tu. Vì vậy đó mà ta quan sát vào trong thế giới người tu đó, thì ta biết người nào có đắc quả là hắn, người nào không đắc. Chúng ta thấy họ đi mà
họ nói chuyện với nhau, họ đi mà họ cười giỡn, họ đi mà họ ngó qua ngó lại đó, thì ta biết đây là phàm tăng. Đây là phàm tăng. Nên những người mới tu, những người chưa có quả sa môn, ta nên nhớ luyện tập. Một vị sa môn không có cái đó. Đó là cái điều quan trọng. Có sống gần rồi chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta mới biết được và chúng ta mới học theo được. Cho nên Hòa Thượng Lý Thủ bảo là một vị sa môn nó ở đằng xa thấy đẹp rồi, cái dáng đi thấy đẹp rồi, nhưng mà tới gần phải đẹp hơn, phải không? Chứ còn ở xa thì thấy đẹp, nhưng mà tới gần á, thì chúng ta mới phát hiện ra những cái điều mà yếu kém của cái vị đó còn, phải không? Cho nên trên bước đường tu này, cái điều quan trọng nhất á, mình phải tự phát hiện ra những cái yếu kém của mình mà mình khắc phục để mình trưởng thành lần á, thì lúc bây giờ mình mới lên được. Cho nên tới gần á, thì thấy đẹp hơn, nhưng mà sống chung á, thì lại còn thấy những cái đẹp hơn nữa. Tức là con người đã cao thượng á. Con người đã cao thượng, sống chung mới thấy được cái sự cao thượng của con người, mà cũng thấy được cái sự hèn hạ của con người. Ta nhìn ta thấy. Cho nên Phật biểu ông Vua Ba Tư Nặc phải nhìn chỗ đó. Có sống chung thì mới biết. Có gặp khó, có gặp khổ đó, mình mới biết họ là người tốt hay người xấu, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên gần rồi quý vị thấy sao? Cái vị này không bao giờ nổi nóng, cái vị này không bao giờ ham muốn, phải không? Cái vị này không bao giờ tranh cãi. Đấy, cái điều quan trọng nhất ta thấy. Người tu thực nó có cái khác của nó. Từ cái chỗ đó mà chúng ta mới biết được cái vị này đã bước vào hiền vị, cái vị này đã bước lên thánh vị. Đây là trên bước đường tu. Ở trong loài người chúng ta đó, là chỉ thấy được tới đó, chỉ biết được tới đó thôi. Gọi là biết được hiền và thánh. Thì ở trong hiền thánh này đó, người ta có chia ra làm là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Thánh là A La Hán. Thánh là A La Hán. Mà khi đạt tới cái chỗ vị thánh này đó, thì tôi nhớ trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái câu rất hay. Từ thân xuất gia thức tâm đạt bổn giải vô vi pháp, danh viết sa môn cần hành nhị bá ngũ thập giới, tấn chỉ thanh tịnh vi tứ chân đạo hạnh, quả thành A-la-hán. Đây, chỗ này có nói A-la-hán giả năng phi hành biến hóa khoáng kiếp thọ mạng trụ động thiên địa. Thế nên mục tiêu mà tôi phấn đấu đó là cái mục tiêu cho niệm. Làm sao phấn đấu để đạt được cái quả vị la hán này, năng phi hành biến hóa này đó, thì tôi nói dễ hiểu hơn á, là làm được tất cả những cái việc mà người thường làm được. Chứ còn nói là phi hành tức là bay, biến quá, biến cái này ra kia. Cái này thì dễ hiểu lầm lắm, dễ biết. Nhưng mà tôi nói làm những cái việc khó làm, làm những cái việc mà không ai làm được đó, mà mình làm được vì A-la-hán đó, thánh mà. Chứ còn làm thánh nói không được. Nói thì hay lắm, nhưng mà đụng việc thì không ra gì nữa. Cái chỗ này rất nguy hiểm. Cho nên ít nói mà làm được nhiều. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa đó, trong Kinh Pháp Hoa đó, thì tôi học theo cái hạnh của Thượng Hạnh Bồ Tát cho nên. Mà học theo Thượng Hạnh Bồ Tát đó, có nghĩa là bên Nhật đó, là nó học theo cái hạnh của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Tại người Nhật coi Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là Thượng Hạnh Bồ Tát. Thượng Hạnh Bồ Tát là thích làm những việc khó làm. Làm những việc khó làm, những việc không ai làm được, mình làm được. Thánh mà.
rồi thánh nhân, thánh chỗ này, vị la hán phải có này, chủ động được cái cuộc sống của mình. Cho nên cái vị A-la-hán này thì bây giờ đòi hỏi cái gì? Có một thân thể khỏe mạnh, có một thân thể khỏe mạnh tuyệt đối, giống như cái thân thể của Thái tử Siddhartha đó, cái thân thể khỏe mạnh như vậy, không bao giờ ốm đau bệnh hoạn, có sức mạnh phi thường, có một cái kỹ năng mà người thường không thể nào đo kịp. Đấy. Đây là cái điều quan trọng nhất. Rồi đó, từ cái chỗ, cái cơ thể đó, cho nên nó mới có một cái đầu óc mà siêu tuyệt ở trên. Có một cái hiểu biết không ai mà có thể hiểu biết mình. Cho nên bảo là Thái tử Siddhartha sở dĩ làm Phật được đó, là nhờ có cái cấu trúc cơ thể đặc biệt. Cấu trúc cơ thể đặc biệt này đó, là cái cơ thể không bao giờ ốm đau bệnh hoạn, cho nên tất cả mọi người ta đây đó, ai còn ốm đau bệnh hoạn thì lo chữa cái nghiệp này trước đi. Chữa cái nghiệp ốm đau bệnh hoạn. Cái nghiệp này chưa chữa được thì không thể nào làm hiền làm thánh được hết. Thành ra chỉ có mà giả bệnh, giả bệnh để xin tiền, xin thuốc đó, thì cái này không ốm đau bệnh hoạn. Đây là cái điều quan trọng. Có một cái cơ thể như vậy đó, thì bây giờ mới làm Phật được chứ. Cho nên người ta luyện tập đó, là ta thử coi mình ra, mình ngồi ngoài tuyết mình có lạnh không. Mà lạnh quá thôi chịu thua, cơ thể mình chưa tới. Thành ra những người có cơ thể rất đặc biệt này, các vị thiền sư này đó, là họ đi trong tuyết mà họ không mặc, không khỏi phải mặc áo. Thành ra tôi mặc 2-3 lớp áo mà tôi vẫn cảm thấy lạnh. Nên tôi gặp vị thiền sư chỉ mặc cái áo mỏng bên ngoài vậy thôi, nhưng mà chẳng có sao hết, chẳng có sợ lạnh nữa. Đây là cái cơ thể đặc biệt. Có cái cơ thể này mới thành Phật được đây. Rồi bên trong đó, sao Ngài có một tâm lý rất là ổn. Cái tâm lý ổn này là tâm lý gì? Trên đời này không có một cái ham muốn nào hết. Không có ham muốn nào. Cho nên mình đây, mình bắt đầu tu theo Phật là gì? Bắt đầu tu theo Phật là nếu mình còn ham muốn là mình có người thường, có người phàm. Cho nên bỏ phàm để làm thánh thì đầu tiên cắt ham muốn trước. Thành ra cắt cái ham muốn, cắt cái bực tức của mình đi, cắt cái si mê của mình đi, cắt cái ngã mạn tự cao của mình đi. Thành ra cứ thấy mình giỏi, mình nhất thôi, còn thiên hạ không ai ra gì hết. Thì ai chịu, ai chấp nhận mình. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trên bước đường tu, Thái tử Siddhartha không có những cái này, cho nên tu thành Phật được. Cho nên mình còn giữ cái này mà mình tu để mình làm Phật, làm Thánh thì cái này không bao giờ có đâu. Cho nên phải cắt cái này trước. Tu không có cần cái gì hết. Không cần gì hết. Mà hãy còn cần cái gì trên cuộc đời này đó, là mình kẹt vô cuộc đời, mình là phàm tục. Dù có tu bao nhiêu năm đi nữa cũng là phàm tăng thôi. Làm sao mà bỏ hết cái này trong lòng mình có này. Không có ham muốn nào hết. Ham tiền, ham danh. Ham gì? Ham sắc, ham đủ thứ chuyện đây. Mà không bỏ được hết cái này mà muốn làm hiền thánh, muốn làm Phật thì chuyện này không có nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này đó, tâm thì như thế, phải không? Nhưng mà cái khao khát nhất của Thái tử Siddhartha là gì? Muốn biết. Cái gì trên đời này thiên hạ biết mình cũng biết, mà cái gì mà thiên hạ chưa biết thì mình cũng cần phải biết. Cho nên từ chỗ đó mới xả tục xuất gia, mới đi tu, mới quyết tâm chứ. Ta đi tâm, đi tu là quyết tâm ở chỗ này. Cho nên trên bước đường tu, tôi cứ nghĩ này, đường còn dài nữa. Việc mình còn nhiều việc phải làm lắm để đi tới chỗ này. Nhưng mà thời gian cứ rút ngắn lần. Năm nay tôi 87 tuổi rồi. Thời gian còn lại cũng bao nhiêu.
Cho nên mặc dù lớn tuổi, nhưng mà tôi nghĩ Ngài còn khỏe được thì tôi vẫn tới đây để sống với các huynh đệ, để chia sẻ những cái gì mà tôi biết được, để cho tất cả các vị cùng suy nghĩ, rồi mình đi lên, từng bước mình đi lên. Đây là trên bước đường tu đó. Cái điều này là điều quan trọng. Trong lúc mình nhìn thấy Đức Phật là tấm gương để soi bóng mình, rồi mình thấy cái nào mình chưa giống Đức Phật, mình sửa lần. Mình sửa lần cho giống được Đức Phật. Mà sửa được cái nào đó thì thấy rõ cái phước chỗ đó tăng lên. Cho nên phá được một phần phiền não, một phần vô minh, thì một phần pháp thân hiện. Cho nên trên bước đường tu, từ ban đầu mình mới tu thì mình không bằng ai hết. Nhưng mà sau 5 năm, 10 năm mình tu, mình thay đổi. Đó là ở trên bước đường tu. Thì cái kiếp của con người làm người đó, thì thiệt tình mà nói đó, là lên tới cái quả vị A-la-hán này là cao nhất trong đời này đó. Mà ráng mà chứng được cái quả vô sanh này đó là mục tiêu phấn đấu của con người. Mà loài người chỉ thấy tới đây thôi, và chỉ biết tới đây thôi, còn nói cái gì cao hơn nữa đó thì họ không biết đâu. Nhưng mà những cái cao hơn nữa đó thì cái này nó nhiều. Những cái loài người biết thì ít, mà những cái loài người chưa biết thì cái này nhiều lắm. Đây là trên bước đường tu. Quả vị A-la-hán là biết được hết tất cả những cái việc ở trên cuộc đời này. Biết mọi việc xảy ra trên cuộc đời này, cho nên biết được hết. Mà biết được cái chỗ này đó, sao? Để thuận duyên, gọi là tùy duyên mà chúng ta sống, ta vẫn an lành. Đây trên bước đường tu. Cái con người mình mà tu chứng được cái này, tới được cái quả này thì tốt. Còn cái khi mà tuệ chúng ta chưa sanh, thì mọi việc xảy ra trên cuộc đời này ta không biết. Ta không biết cái này. Cho nên nó thường ta hay đụng vào cột, đụng vào đá mà chúng ta chết. Đây là trên. Cho nên quan trọng nhất là các vị tu của mình ấy, phấn đấu làm sao mà biết được. Biết được những cái việc đã xảy ra, những cái việc đang xảy ra, rồi biết những cái việc sẽ xảy ra, rồi ta tùy theo cái biết này nữa mà ta có một cuộc sống ý nghĩa. Đây trên bước đường tu. Cái vị Thánh A-la-hán họ có cái cuộc sống này. Họ có cuộc sống này. Cho nên vị Thánh A-la-hán thì ta chưa thấy, nhưng mà cái trường hợp ta nhìn ta thấy các vị cao tăng, thấy không? Các vị cao tăng, các vị thánh tăng họ có cuộc sống thì biết được. Họ biết được cái chỗ này cho nên họ lãnh đạo được. Họ đưa Phật giáo lên được. Nhưng mà khi các vị này họ về Phật rồi đó, họ về Niết Bàn rồi đó, mà cái thế hệ lãnh đạo tiếp theo đó thì không có cái này. Những cái việc đã xảy ra cũng biết, không học hành được bao nhiêu. Mà cái việc đang xảy ra đây cũng không biết làm sao giải quyết. Không chỉ nói chuyện mà sắp xảy ra. Cho nên cái kế hoạch 5 năm, 10 năm, 100 năm sau đó, thì cái trường hợp này họ không thể nào có được. Cho nên những người này lên lãnh đạo đó thì Phật giáo chúng ta mạt, tiêu. Cho nên tất cả các vị đã cố gắng làm sao mà biết được cái này thì trên bước đường tu của chúng ta đó, và biết được cái việc đã xảy ra. Mà muốn biết được cái việc đã xảy ra là gì? Ta học. Ta nói ta học thì ta mới biết được chứ. Cái này là trên sách vở có hết, chỉ có làm biếng không đọc thôi thì không biết. Cho nên cái này biết được hết. Mà biết được cái việc đã xảy ra hết rồi đó, thì căn cứ theo cái việc đã xảy ra đó mà ta thực tập trong thiền quán để ta biết cái việc đang xảy ra đây. Biết được việc đang xảy ra đây, mà việc đang xảy ra nó như thế này thì chúng ta đối phó thế nào. Ta đối phó với việc đang xảy ra đây. Chứ không biết là lúc mình luống cuống lên nữa. Sợ. Tôi thấy
những người luống cuống như vậy, những người sợ như vậy đó, thì họ cũng chết và họ cũng làm cho Phật giáo chết theo. Cho nên Phật giáo mình nó có cái lúc thịnh và lúc suy. Lúc thịnh là nhờ có các vị thiền tăng đắc đạo này, họ thấy được những việc quá khứ, họ biết được những cái việc đang xảy ra, cho nên họ sắp xếp công việc. Họ sắp xếp công việc để cho ổn. Đấy là điều quan trọng. Cho nên tăng ni chúng ta mà không biết được cái chuyện này thì cái trường hợp này nó luôn luôn lúc nào bị động. Thì như vậy là Phật giáo suy đồi, là Phật giáo bị hoại diệt. Cho nên nhớ phải cố gắng ráng lên chỗ này. Thì từ cái chỗ này đó, kinh nghiệm của quá khứ để mà ta biết được cái việc trong hiện tại này, ta giải quyết. Tại nên xưa kia Đức Phật giải quyết công việc như thế nào, các vị cao tăng giải quyết như thế nào, các vị cao tăng họ giải quyết như thế nào, thì bây giờ từ cái chỗ đó nữa mà chúng ta giải quyết công việc của ta. Cho nên cái chỗ này đó, ta học được cái cách giải quyết của Đức Phật. Học được cách giải quyết của Đức Phật đây, coi cái cách giải quyết của Đức Phật, rồi ta coi cách giải quyết của các vị Thánh A-la-hán, ta để ta học, ta giải quyết theo chứ. Quá khứ đã có đó mà tại sao ta không học? Ta là Phật tử, ta nhân danh là con của Đức Phật đi, mà ta không học được Đức Phật cái gì hết. Cho nên quý vị thấy Đức Phật khi mà còn làm thái tử, Ngài từ bỏ hết tất cả để cầu trí tuệ. Mà khi mà cầu trí tuệ, tức là Ngài tu được, Ngài tu được, Ngài có cái sở đắc, cho nên trên bước đường tu nên nhớ cái chỗ này. Khi mà mình tu được, mình có cái sở đắc nào đó đó, thì mọi người nhìn thấy mình đó, họ bắt đầu họ quý, phải không? Họ quý, họ thương, họ kính trọng đây. Coi chừng chỗ này chúng ta gãi đổ nè. Cho nên Sa Môn Cù Đàm mà khi tu chứng được cái tứ thiền tứ không rồi, tứ thiền tứ không, cho nên Ngài có chánh định. Mà Ngài có chánh định cho nên Ngài đạt được bốn cái tướng như tôi nói. Trong cái tướng mà đi đứng nằm ngồi oai nghi rất là vững, rất là đẹp. Cho nên vua Tần Bà Sa La thấy như vậy đó mới tới thỉnh Ngài chứ. Thỉnh Ngài về triều để vua Tần Bà Sa La cung phụng cho Ngài, quá kính trọng Ngài đi. Thì sao? Ta nói Ngài nghe vua muốn thỉnh Ngài về để xây một tòa lầu đài cho Ngài ở đó, Ngài nghe nói vậy Ngài bỏ đi chỗ khác nữa. Ta nói bây giờ quý vị tu đó, nếu mà bây giờ mình thơ khá khá, mặt mày thấy cũng sáng sủa, dễ thương một chút nữa, thì một Phật tử nào đó họ nói thôi mời thầy về nhà con ở, phải không? Vậy không? Về hay ở trốn đi. Đây là cái điều quan trọng chứ. Đây là điều quan trọng. Cho nên tôi nhớ lại cái chuyện này vào khoảng 50 năm trước. Hòa Thượng Minh Thành có nuôi một ông thị giả. Mà ông thị giả nó thấy cũng dễ thương, cũng đẹp, trắng trẻo, coi được lắm. Thì Hòa Thượng Minh Thành cứ nói với tôi nữa, nó là sợ ông tu không được, sợ ông tu không được. Tôi nói bây giờ Hòa Thượng thử đi, mình thử mình biết đi. Cho nên sau này mấy thầy có nuôi học trò cũng nhớ thử cái này. Thầy nó thử. Còn không thử nữa thì nhiều khi mình nuôi rồi sao nó không được theo ý mình buồn. Mà thử sao. Thành ra bảo một bà Phật tử quen thân nói với ông Đạo này, nó thầy khó quá nữa. Thôi bây giờ đó, ông về nhà tôi ông ở đi, tôi nuôi cho ông ăn học. Đấy, thử mà con này có thiệt muốn tu thiệt không, hay là muốn núp bóng nhà chùa để làm gì đấy, để lợi dụng cái chuyện tu hành này một cái mưu đồ khác không? Thử mới biết. Thành ra cái bà này tôi nói với ổng vậy rồi cho cái địa chỉ.
cho cái địa chỉ thì bữa đó ông mới viết cái thơ để lại cho Hòa Thượng Minh Thành, ông đi về quê. Thì ông mới mò tới cái địa chỉ của bà này. Cái bà này, thầy biểu tôi thử ông đó, con có thiệt tu không? Thành cái ông này nghe nói về khiếp quá, trốn luôn, không có gì trở lại. Cho nên tôi mới đem cái chuyện này tôi kể cho Hòa Thượng Trí Quang nghe. Hòa Thượng nói tôi, đúng. Đúng. Thành ra thầy muốn tạc tượng thì nên tìm gỗ trầm hương hoặc là ngọc, thì nó mới quý. Chứ cái công mà thầy tạc lên cái tượng Phật bằng gỗ mục á, thì này nhiều khi tạc chưa sống đã mất rồi. Cho nên sau này mấy thầy nuôi đệ tử nên cẩn thận. Cho nên có nhiều thầy quả thì chưa chứng quả nào hết, nhưng muốn nuôi đệ tử cho đông, nuôi đệ tử cho đông. Có thầy thì kể với tôi là còn có thứ 50 đệ tử tỳ kheo rồi. Có thầy khác nó còn có được 100 đệ tử tỳ kheo rồi. Đây là điều quan trọng nhất. Cái này số lượng này ta không cần đâu, mà ta cần một người đáng một người. Ông Đạt Ma từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa đó, mà độ được có một con thần quan thôi, một người đáng người chứ. Còn không thì không có người nào cũng tốt, không có người nào cũng tốt. Nhưng mà có 1.000 người đệ tử, mà 1.000 người đệ tử theo kiểu này thì quý vị thấy nó ra sao. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu của mình, nên cẩn trọng, nên cẩn trọng. Ta nói ta nhìn ta thấy tầng Bà Sa La thì thỉnh Sa Môn Cù Đàm đi về và xây cho ngài riêng một cái tòa lâu đài để cho ngài ở. Ngài trốn mất, ngài nói vậy sợ quá. Tại sao sợ? Cái chuyện tu mình còn đang dở dang đây, mục tiêu mình chưa đạt được đây, mà bây giờ về ở cái tòa lâu đài này đó. Rồi nay ông này tới hỏi đạo, mai ông kia tới hỏi chuyện này, hỏi ông kia. Làm sao nhập định? Làm sao đắc quả? Cho nên trốn đi chỗ khác. Đây là trên bước đường tu đó. Cái kinh nghiệm học theo Phật là học cái đó. Thành ra Đức Phật dạy mình nó chưa đắc quả La Hán, chưa đắc quả La Hán thì đừng bao giờ tin cái tâm mình. Tại tâm mình, trong tâm nó còn có phiền não trần lao trong đó nhiều lắm, nó còn trốn trong đó nhé. Mới có đường chút xíu thôi, cho nên mới hiện cái hảo tướng ra thôi, chứ không thực chất chưa có mà. Chưa đắc quả, chưa sạch, chưa sạch nghiệp. Cho nên cẩn thận cố gắng. Cái khi mình tu lên được một khúc rồi đó, khá lên được chút đó, thì coi chừng cái chỗ này, coi chừng chỗ này, này. Ma bắt gặp nhau, coi như vậy tiêu luôn. Cho nên trên bước đường tu rất cẩn thận. Cho nên nhìn Đức Phật mà ta học cái gương này. Cho nên khi mà trên bước đường tu của tôi đó, mà tôi thấy có nhiều người thương tôi và có người nhiều người quý tôi đó, thì tôi nghĩ chắc mình cũng được một cái gì đây. Nhưng mà mục tiêu mình chưa đạt nữa. Mục tiêu mình chưa đạt, mình không nên dừng chân chỗ này, phải cố gắng đi tới nữa. Thầy Đức Phật dạy đắc quả La Hán rồi mới tin, nhưng mà giờ mình chưa đắc quả La Hán, cái thấy mình chưa chính xác. Tại giữa mình nhìn mình thấy một người mà mình chưa thấy được cái tâm của họ, mình chưa biết được, thì cái này làm sao mà sống trên cuộc đời như thế này. Cho nên cố gắng, cố gắng lên vượt lên cho đến đắc quả La Hán. Thì đây là mục tiêu của Đức Phật. Cho nên Đức Phật đặt cái mục tiêu thành Phật, đặt mục tiêu thành Phật. Cho nên khi chưa thành Phật, Ngài không làm gì hết. Cho nên quý vị thấy Ngài có đổ ai đó. Còn bây giờ mấy thầy mà chưa có, chưa đắc được sơ quả mà đổ hàng trăm đệ tử đi, sao được? Thầy như vậy thì trò như thế nào đấy? Cho nên cẩn thận chỗ này. Học Phật ta học này. Rồi cái khi mà đắc quả La Hán rồi,
ta nhìn ta học Phật. Khi Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ta gọi là tam minh lục thông này đó. Ta đã có cái tam minh rồi đó, thì bây giờ có cái tam minh rồi đó, mình mới quan sát mình thấy được người. Mà thấy người, biết người đó, thì mới đổ được người, chứ còn chưa biết người là sao đổ, làm sao dám đổ. Sợ chết chứ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Mình thấy người, thấy rõ con người đó. Bây giờ đó, con người đã tới xin xuất gia với tôi. Tôi hỏi anh ở đâu? Anh nói, thưa thầy con ở ngoài Hải Phòng. Ngoài Hải Phòng. Tôi nói thôi, ở ngoài Hải Phòng đi về ngoài đó xuất gia. Tại vì anh ở ngoài Hải Phòng mà tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đâu biết anh. Tôi đâu biết anh là con của ai, phải không? Anh làm cái nghề gì, anh học hành như thế nào. Tôi không biết rõ cái này, thành ra tôi đâu dám đổ anh, phải không? Tại vì nhiều người xin xuất gia với tôi không dám nhận. Tôi không dám nhận là tại tôi không biết rõ. Cho nên đây có thầy Giác Dũng học bên Nhật, tôi biết đi. Cho nên người Nhật họ kỹ cái chỗ này. Họ hỏi, con của ai? Thì coi thử cái cha mẹ nó, dòng giống của nó như thế nào đây. Học ở trường nào? Coi cái trường đó có thiệt hay không? Cái trường đó có tốt hay là mua bằng? Thế nó tốt nghiệp, nhưng tốt nghiệp cái trường không có học mà vẫn tốt nghiệp thì cái gì sao? Cho nên gia đình đàng hoàng, học cái trường nó tốt. Rồi khi mà ra trường rồi đó, anh làm cái gì? Anh làm được cái gì? Tại người Nhật hỏi kỹ cái này đó. Cho nên khi học ở tốt nghiệp rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình có một cái lý lịch ở trường đó, có cái lý lịch trường đó, nhà trường nó cho mình cái lịch đó, nhưng mà nó niêm phong lại. Hãy cái mở cái phong ra đó thì coi như là không còn hiệu lực. Nó sợ mình tráo, mình đổi. Cho nên mình giữ cái thành tích này đó, mà mình đem tới mình nộp ở trong cơ quan nào đó, mình xin làm cái việc nào đó, ta mở ra này, ta coi này. Cái thành tích học của mình này, thành tích này thành thiệt, chứ không phải thành tích sinh. Nó cấp là nó cấp thật, có trách nhiệm. Đấy là sự thật. Cho nên ta không biết rõ nó mà ta độ nó thì cái này hỏng. Ta độ nó thì như vậy là ta độ một tên ma, một tên cướp mà vô ở trong chùa chúng ta, cái này hại vô cùng. Cho nên ngày nay họ thường hay nói là ma tăng, ta nói là nó mặc áo thầy tu nhưng mà nó là ma. Đấy là sự thật. Cho nên ta cẩn thận. Ta nên nhìn ta thấy Đức Phật. Cái khi mà Ngài đắc đạo rồi nữa, Ngài mới nghĩ tới một cái mở đạo độ người này. Mà mở đạo độ người nữa thì quý vị thấy Ngài ở Bồ Đề Đạo Tràng mà Ngài dùng Phật nhãn đó mà Ngài quan sát hết tất cả các nơi. Thì lúc bây giờ mà Ngài nhìn xuống Lục Uyển thành Ba La Nại đó, nhìn xuống đó Ngài thấy năm em Kiều Trần Như đang tu. Thế nên những người này đó Ngài biết gốc gác của họ rõ ràng. Ngài mày biết luôn cả chuyện quá khứ là ông Kiều Trần Như đã từng làm ác vương và chặt tay móc mắt Sằng Đề Tiên Nhân đấy. Tiền kiếp của Ngài là Sằng Đề Tiên Nhân mà bị Ca Lợi Vương móc mắt chặt tay đi. Ngài biết rõ. Mà ông này từ cái chỗ mà móc mắt chặt tay Sằng Đề rồi mà tay mắt Sằng Đề liền lại như cũ theo lời nguyện đó. Ông này sợ quá rồi đó. Từ đó mới phát tâm đời sau như thế. Cho nên cái nhân duyên từ quá khứ mà Đức Phật nhớ trở lại đó, cái khi mà Ngài bị hành hình như vậy đó, Ngài nghĩ khi nào tôi thành Phật tôi sẽ tới độ ông trước ấy. Người thật tu đó các. Cái người thật tu đó thì người ta giết mình, nhưng mà mình khởi lên tâm đại bi để độ người. Còn cái người giả tu đó
người ta mới lỡ một lời thôi mà tìm cách trù dập ra rồi nữa. Đây, nhìn ta thấy rõ bị Ca Lợi Dương giết, nhưng mà Sằng Đề tiên nhân là phát nguyện khi tôi thành Phật tới sẽ độ ông trước. Cho nên nhớ cái lời nguyện này trong quá khứ mà Đức Phật tìm tới Ngọc Uyển độ năm anh em Kiều Trường Như đây. Mà Đức Phật còn thấy rõ thêm cái nữa là năm anh em Kiều Trường Như này đó, trong những kiếp xa xưa đó đã từng làm người chài lưới. Và Đức Phật cái kiếp đó Ngài làm con cá vàng phải không? Bị năm cái anh chài lưới này bắt lên và chặt ra phải không? Làm thịt. Cho nên cái liên quan ở trong quá khứ, tất cả trong kiếp quá khứ từ nghìn xưa cho tới ngày nay đó, rồi mấy ông này đó mới phát tâm tu cho tới kiếp hiện tại này tu, đâu phải dễ đâu. Cho nên năm ông này đó họ đều đắc được tứ thiền hết rồi. Lúc mà theo Quốc Độ Lâm Phật học đắc được tứ thiền rồi, đâu phải mới tu một ngày mà chứng đâu, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta học là bảo là Kiều Trần Như mới vừa nhìn thấy Đức Phật thì đắc quả La Hán. Thấy Đức Phật là đắc quả La Hán, nhưng mà trước khi thấy Đức Phật thì Ngài đã chứng được tứ thiền bát định rồi, có thiền có định rồi, chứ không phải là trống không như mình bây giờ, phải không? Đây, điều này quan trọng. Cho nên nhìn thấy Đức Phật đó, thì Ngài đắc quả La Hán. Vì vậy mà Nhật Liên Thánh Nhân mới nói là con chim ở trong lòng, nó nghe con chim ngoài trời hát thì nó nhận ra được rõ lòng bay ra là nói Kiều Trường Như. Thế nên Phật tánh đã sáng lên rồi, nhưng bây giờ nhờ thấy Phật cái mình mới đắc. Còn bây giờ quý thầy quý cô, tôi tin chắc là có thấy Phật cũng không đắc đâu. Phiền não nghiệp còn nhiều, ngay như tôi cũng vậy, chưa, mình còn phải khổ công lắm rồi, khổ công lắm, may ra mới được một chút thôi. Thì Ngài mới nhìn thấy tất cả những người này họ liên hệ với mình trong những kiếp xa xưa từ quá khứ, cho nên trong kiếp này đó họ chết sống với mình, mà họ là những người hiền triết, những người tốt nhất và thông minh nhất ở đây. Những người hiền lành nhất và những người thông minh nhất ở đây. Cho nên mình có thể độ họ, có thể kết bạn tu hành. Mấy thầy nếu học theo Hòa Công, Hòa Thượng Trí Quang dạy biểu là tìm trầm hương hay tìm ngọc mới tạc tượng, chứ đừng lấy củi mục nữa. Đừng lượng củi mục. Đây là điều quan trọng. Thà là một mình, chứ đừng làm bạn với ác ma. Cái này rất nguy hiểm. Đây là cái điều rất quan trọng. Cho nên năm ông này nổi tiếng là những nhà hiền triết. Năm ông này đã đắc được tứ thiền bát định. Đấy là cái điều quan trọng đi. Cho nên tới độ mấy ông này đó, thì cái ý thứ nhất là đạo đức. Cho nên xây dựng nền tảng của Phật giáo là xây dựng trên đạo đức. Cái nền tảng đạo đức mà mất rồi đó thì tất cả những cái trí khôn này trở thành ma hết, nguy hiểm. Cho nên học giỏi, nói hay, nhưng mà thiếu đạo đức thì cái này bỏ. Thế nên ngày tới độ năm em Kiều Trường Như này có ý nghĩa đấy, tức là nhìn theo Kinh Pháp Hoa là thấy như vậy, thấy rõ như vậy. Tìm con người đạo đức, đây là gỗ trầm hương này. Đức Phật có độ mấy ông này thì mấy ông này cũng là hiền triết, mà không độ mấy ông này thì mấy ông này cũng là hiền triết. Cái tâm họ sạch như vậy rồi, cái trí họ sáng được như vậy rồi, chức định họ đắc đấy. Cho nên Đức Phật tới này đó, nên nó xây dựng Phật giáo trên cái nền tảng đạo đức. Cái chỗ này Đức Phật lập giáo khai tông đấy, cho nên mới có một cái tam quy. Ta nói từ đây về sau ai muốn trở thành Phật tử thì phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng này, phải không? Tăng này là đạo đức tăng, chứ không phải tạp tăng đâu.
Lúc đó chưa có hành tập tăng. Cho nên quý vị nhớ là 12 năm đầu đó, Đức Phật không chế luật là tại vì không có tạp tăng. Toàn là thánh tăng. Thánh tăng. Chọn những người này trước để xây dựng cái nền tảng của đạo trước. Cho nên không cần số đông. Không cần số đông. Nhưng mà cần cái người đạo đức, cái người chân tu, người thật. Cho nên trường ta đây cũng cần đông. Nhưng mà cần người tốt. Cần người tốt. Thì lúc bây giờ đó, không uổng công mà chúng ta đào tạo. Cho nên trường đây là nội trú. Thành ra các hòa thượng từ trước cho đến bây giờ đều mơ ước cái trường nội trú để đào tạo tăng. Thành ra có sống chung, có học chung, có chia sẻ với nhau thì bây giờ mới biết được chứ. Đây trên bước đường thôi. Thành ra kinh nghiệm tôi cũng từ và con đường mà ra. Cho nên ra làm đạo dễ. Và mấy anh em cũng vậy. Thế nên trong một trường như thế này mình sống chung, trong mấy năm học thì mình biết với nhau hết rồi. Cho nên chỗ này đó, trên bước đường tu của mình rất là dễ. Bắt trước Đức Phật, học theo Đức Phật học rồi đó. Mà học cái này xong rồi đó, tức là độ 50 triệu thường như đắc thánh quả là hán rồi, thì 50 công tử dòng Gia Xá tới đây đó, tu đắc quả luôn. Đây là những người này đó, những người tốt đó, họ tìm tới với nhau. Xây dựng được cái chỗ tốt rồi đó, thì người tốt họ tìm tới. Còn nếu mà mình đó, cái chỗ này nó tạp, thì tạp chúng nó tới. Còn cái người xấu nó mà vô đây họ thấy tốt hết rồi, không ai dám vô hết. Đấy là sự thật. Trên bước đường tu của mình, cho nên cố gắng giữ cho thật kỹ cái nội viện của mình đây, thì cái kẻ xấu không vô đây được. Nó vô đây nó không giống ai hết. Mà lỡ có một người nào vô đây đó mà xấu đó, mình thấy khác, mình loại ra phải không? Đấy là sự thật đó. Cho nên có ông nào mà vô đây đó thấy như vậy đó, tất cả họ đều tụng niệm lễ bái, ngồi thiền, ăn chay kinh hành, làm thế này ngán quá, sợ quá, trốn, xin ra ngoài trú, ra học từ xa. Cho nên học từ xa đó, với cái học nội trú của mình thì nó khác nhau chỗ này xa. Tại học nội trú này là có tu, còn học từ xa là chỉ học mà không tu. Đây là trên đường tu. Mà khi được cái này rồi đó, Đức Phật mới dùng Phật nhãn quan sát ngược trở lại cái chỗ thôn U Lầu Tùng La. Thấy có 1000 ngoại đạo đang tu đây. Mà 1000 ngoại đạo đang tu đây đó cũng có cái duyên với Đức Phật nhiều đời về trước. Có cái duyên với Đức Phật nhiều đời về trước. Cho nên Đức Phật tới đây để mà độ ông U Lầu Tùng La Ca Diếp với 1000 đồ chúng ngoại đạo đây. Thành ra một đêm thôi mà Đức Phật độ hết những người này. Không biết Đức Phật độ bằng cách nào. Cho nên trên bước đường tu đó, cái này vô cùng quan trọng. Tại những người này đó, họ có cái độ cảm về Đức Phật cao. Mà Đức Phật biết được cái tâm của họ. Cho nên tất cả những người này họ quyết tâm tu. Nhưng mà không tìm thấy được đường giải thoát. Tại cái chuyện tu của họ bị bế tắc đi. Cho nên Đức Phật tới để mà khai thông cái bế tắc này của họ. Khai thông bế tắc của họ. Đây là cái điều quan trọng. Tại nên mấy ông này tu nhưng mà tối ngày cứ đốt lửa nhảy múa ca hát á. Làm hoài chán lên mệt. Đây khó. Tại nên Đức Phật tới khai ngộ cho họ. Tại nên họ nhìn họ thấy được cái con người giải thoát của Đức Phật. Bảo là Đức Phật dùng thần thông để giáo hóa, nhưng biết là Đức Phật dùng thần thông nào thì cái này tôi không biết. Nhưng mà trên lịch sử đó, thì Đức Phật độ được 1000 người này. Chỉ có một đêm thôi. Nhưng mà sáng hôm sau thì mấy ông xuống tóc hết, ôm mình bác đi theo Đức Phật. Đây, cái điều quan trọng nhất đó thấy. Đây là những người này, những người tu, những người muốn tu, những người tìm đường giải thoát. Nhưng mà thấy, chưa thấy đường. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật chỉ con đường cho họ đi. Chỉ con đường họ đi, thì họ đi đúng thôi. Thì họ đắc quả, chuyện này vậy. Đây là những người tốt.
Cho nên trên bước đường tu đó, ta nhắm tới chỗ này, nhìn thấy Đức Phật làm những mà chúng ta làm. Rồi đó, về thành Phương Xá thì độ cho Xá Lợi Phất một kiền liên, rồi sau đó là độ cho Ma Ca Diếp luôn. Độ Ma Ca Diếp nữa đó thì dồn lại hết con số này đó, là đi theo Đức Phật cái số thường tùy này đó, là nó có 1250 người phải không? 1250 người này đó là tất cả đều đắc quả la hán hết. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật làm Phật thì đệ tử của Ngài là la hán là chuyện bình thường. Còn mình chưa làm Phật đó, thì đệ tử mình là cái gì? Thành ra trong tâm mình mà có còn cái ý ham muốn gì đó thì coi chừng cái đứa đệ tử mình nó ham hơn mình nữa. Mình ham một chứ nó ham mười lắm nè. Đôi khi thầy trò đụng nhau là chỗ này. Cho nên này rất cẩn thận. Tất cả những người này đó đều trong sạch hoàn toàn. Cho nên 1250 vị A-la-hán này đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật không có chế luật. Ta hiểu rõ đó là 12 năm sau Đức Phật mới chế luật đó. Luật tỳ kheo ni bây giờ chúng ta học đây đó, là 12 năm sau Đức Phật mới chế. Tại sao vậy? Là lúc bây giờ tạp tăng vô. Tạp tăng vô. Tại tạp tăng là gì? Là những người vì quyền lợi họ đi tu. Ta sợ nhất là những người. Những người vì quyền lợi đi tu thì khi nào có quyền lợi họ tu, mà khi nào đó không có quyền lợi họ bỏ. Mà khi nào gặp nguy hiểm họ chạy trước phải không? Thì nếu mà cái tổ chức Phật giáo ta như thế đó, thì làm sao mà tồn tại được? Đây là cái điều quan trọng. Đấy. Cho nên cái chúng này đó. Nhưng mà ở trên cái tinh thần Kinh Pháp Hoa đó, thì nhìn xuống là thấy cao hơn bước nữa là thấy gì? Bảo là nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ. Tại Đức Phật Thích Ca mà ra đời đó, thì tất cả các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán đó, ở trong cái thế giới của Ngài đó, họ cùng ra đời một lượt với Đức Phật. Tại tinh thần Kinh Pháp Hoa đó là thầy trò sanh chung một chỗ thì lúc bây giờ mới làm đạo được. Cái này là thật. Thầy trò sanh chung một chỗ mới làm việc được. Cho nên những người này đó, họ là A-la-hán rồi, họ là Bồ-Tát rồi. Cho nên cái khi mà thọ ký trong Kinh Pháp Hoa, quý vị thấy rõ không? Cho nên Đức Phật nói ở trên thế gian, họ nghĩ ông A Nan là mới đi theo Đức Phật tu đây mà chưa đắc quả la hán nữa. Nhưng mà Đức Phật đó là ông A Nan này đó là phát tâm bồ đề một lượt với Đức Phật từ thời Phật Không Vương. Từ thời Phật mà Không Vương đó, thì A Nan đã phát tâm. Nhưng mà phát tâm bồ đề hai người đó làm hai việc khác nhau, cho nên trên bước đường tu chỗ này ta thấy phát bồ đề tâm nhưng mà tu hành thì khác nhau. Nó khác nhau chỗ nào? Đức Phật thì hạ quyết tâm để thành Phật độ chúng sanh. A Nan thì nguyện hộ trì chánh pháp của các Đức Phật. Nhưng mà quyết tâm thì cũng thành lâu rồi. Nhưng mà tại vì Ngài, cái quyết tâm của Ngài là hộ trì chánh pháp, cho nên cái này là biên tập kinh điển của các Đức Phật. Tại vì Ngài thấy này quan trọng hơn. Cho nên các Đức Phật ra đời, các Đức Phật thuyết pháp, các Đức Phật vào Niết Bàn đó, thì giáo pháp mất. Cho nên nếu không có A Nan mà kết tập cái tạng kinh đó, thì ngày nay chúng ta không có kinh đâu. Cho nên công chuyện của A Nan là công chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên trên tinh thần Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy như vậy. Thì như vậy tất cả các vị A-la-hán ở trong đời này đó, người ta gọi là thị hiện là họ thị hiện ra, họ thị hiện ra đời để họ đắc quả la hán. Mà đắc quả la hán rồi đó thì làm gì? Để giáo hóa, phụ với Đức Phật mà giáo hóa. Cho nên 1250 người này đó đi vào hết ở trong lòng xã hội để thuyết pháp giáo hóa. Thì ở trong đó đứng đầu đó, ta có thập đại đệ tử. Thế nên thập đại đệ tử tức là 10 người đệ tử lớn này của Đức Phật đó, mà lập hạnh khác nhau hết.
Ta nên Ngài Ma Ca Diếp là Đầu Đà, Ngài Xá Lợi Phất là Trí Tuệ, Ngài Mục Kiền Liên là Luyện Thần Thông, Ngài Phú Lâu Na là Thuyết Pháp, Ngài U Ba Ly là Trì Luật, Ngài A Nan là Đa Văn. Còn ai nữa? Ngài Ca Chi Duyên là Nghị Luận, Ngài Tu Bồ Đề là Giải Không. Tức là như vậy, toàn bộ trí tuệ của Đức Phật chia làm 10 ngánh, chia làm 10 ngánh. Thì trong 10 người đại đệ tử này đó, họ lãnh đạo 10 cái tập đoàn tăng này đó, để đi vào trong xã hội tùy duyên giáo hóa. Đây là một cái sự bố trí rất là tinh mật. Nên ta nhìn ta thấy, chứ bây giờ nếu mà Đầu Đà không thì ai theo? Nên Đầu Đà của Ngài Ca Diếp ai theo? Mấy người làm được nữa. Nhưng mà bỏ cái này ra thì đây là mất một cái phần quan trọng. Cho nên đó là Ngài Ca Diếp là ăn mặc phấn tảo như vậy để vào khất thực cái xóm nhà nghèo để độ những người nghèo. Mà ở trong đó có một cái việc đó mà ai cũng biết đó, là bà già ăn mày đó, bà già mà ăn mày mà khó chịu nhất đây đó, Ngài Ca Diếp tới độ đi. Thành ra Ngài đi khất thực, nó là Ngài chuyên môn đi khất thực sống nghèo, nhưng mà đi tới xin một cái bà già ăn mày, bà già ăn mày xin. Cho nên bà đâu còn gì cho. Bà có một cái nấm cơm thiêu người ta bỏ đây nè. Bà kia, thôi bà đem cúng cho Ngài Ca Diếp. Nhưng mà Ca Diếp nhận và chủ nguyện cho bà này đó, mãn kiếp này bà sanh lên trời, độ cho những cái người khó độ này. Cho nên Ngài Ca Diếp là nhắm vô chỗ này. Cho nên cái hạnh Đầu Đà là một trong những cái hạnh của Đức Phật giao cái trách nhiệm này cho Ngài Ca Diếp này. Vì vậy đó mà Ngài Ma Ca Diếp đã bảo rằng đó, Ngài có một cái thân kim cương giống như là thân của Đức Phật. Cho nên Ngài ở ngoài Gò Mã, Ngài ở trong hang đá, Ngài ở trong tuyết lạnh, Ngài ở đâu đó, cũng không bao giờ ốm đau bệnh hoạn hết. Cho nên hành Đầu Đà cho mình ăn cũng được mà nhịn cũng không sao. Ngài Ma Ca Diếp là con người đặc biệt giống như là Đức Phật Thích Ca, là đại diện cho Đức Phật Thích Ca. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn đó, thì Đức Phật mới giao cái nhiếp chúng lại cho Ngài Ca Diếp. Nhưng mà Ngài Ma Ca Diếp này đó chỉ lãnh đạo các vị thánh tăng mà kết tập kinh tạng lần thứ nhất xong rồi đó, thì Ngài sao? Ngài mới đem cái này giao lại cho Ngài A Nan. Ta lại giao lại cho Ngài A Nan. Thì Ngài Ca Diếp đó, Ngài nói một cái dễ thương là cái trường hợp đó, cái pháp mà của Ngài tu, cái pháp của Ngài chứng thì cái này đó, ít có ai theo được, ít có ai làm được. Cho nên đem tâm ấn này giao lại cho Ngài A Nan. Cho nên Ngài A Nan giữ được cái tâm ấn của Đức Phật, mà Ngài A Nan lại có một cái đa văn nữa. Cho nên hai mặt này, cho nên ở đây chúng ta kết hợp đi. Tức là cái mặt tu chứng là theo Ngài Ma Ca Diếp, mà cái mặt đa văn tức là học hành là ta theo Ngài A Nan. Cho nên ta thờ cái tượng Đức Phật Thích Ca đứng giữa, bên này Ngài Ca Diếp, bên này Ngài A Nan, có hai ông này. Đứng về mặt tu chứng thì Ngài Ca Diếp cao nhất rồi trong hàng thánh đệ tử, nhưng mà đứng về mặt đa văn thì Ngài A Nan. Nhưng mà bây giờ đó, cái mặt tu chứng này ai chứng được? Ta nên chỉ có Ngài A Nan hiểu được Ngài Ca Diếp, thì hiểu được thì mới truyền cho nhau được chứ. Ta nên truyền tâm lên như vậy đó. Cho nên Ngài Ca Diếp làm sơ tổ thì Ngài A Nan nhị tổ. Hiểu được thì mới truyền được, mà truyền tâm tức là vô ngôn. Cho nên thiền ta gọi là bất lập văn tự. Bất lập văn tự tức là không sử dụng ngôn ngữ, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cái chỗ này chính là. Thì lúc bây giờ đó, cái quan trọng nhất là Ngài A Nan hiểu được Ngài Ca Diếp đó, thì Ngài Ca Diếp mới truyền được. Trước đây đó là Ngài Ca Diếp hiểu được Đức Phật mới truyền được.
Bây giờ A Nan hiểu được Ca Diếp đó, thì bây giờ Ca Diếp mới truyền được. Cho nên cái chỗ này đó, nhiều khi mình học lịch sử ấy, mà mấy anh em thấy ấy, bảo rằng ngài A Nan chỉ đắc được tam quả thôi, chưa đắc quả la hán. Cho nên khi kiết tập tôi không cho ngài vô, kiết tập không cho ngài vô đâu. Thì lúc bây giờ đó không cho ngài vô á, ngài Ca Diếp không cho ngài vô, thì lúc bây giờ đó ngài A Nan mới thực tập một đêm thiền quán thôi. Một đêm thiền quán, thực tập đêm thiền quán này nữa, thì ngài đắc quả la hán thì ngài chung vô cái kẻ cửa ngài vô đó. Nhưng mà sự thật hiểu theo thiền và hiểu theo kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp này đó, trong cái lúc đó ngài Ma Ca Diếp mới tâm giao với ngài A Nan. Cho nên trên bước đường tu của chỗ này quan trọng, độ người là chỗ đó. Cho nên có một người nào đó mà cái hiểu biết họ gần tới Đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó Đức Phật đó mới khai ngộ chỗ này cho họ ngộ được, khai ngộ. Cho nên đó, ngài A Nan đó khi mà nhập định lên tới cái đỉnh cao nhất, ngài đã đắc quả A La Hàm rồi, thì lên cùng tột của cái A La Hàm, ngài trụ vô chỗ đó đó để mà ngài nhận cái tâm ấn của ngài Ma Ca Diếp truyền tới đó, thì tự nhiên ngài đắc quả La Hán. Cái truyền đăng tiếp tâm là cái chỗ này quan trọng. Thầy giúp mình một chút thôi, mình nỗ lực lên tới chỗ này đó, thì ổng khai một cái tự nhiên mình ngộ. Thì khi ngộ cái chỗ này cho nên ổng kế thừa, ổng làm nhị tổ. Cho nên kết hợp giữa cái mặt lịch sử và cái mặt tâm linh để ta nhận, ta thấy được cái mặt truyền thừa này. Cho nên bị thiền tông thì ta lấy cái mặt truyền thừa về tâm linh, bất lập nhân tự. Còn mình giáo tông thì ta lấy cái mặt văn tự. Cho nên mình đây trường là kết hợp hai mặt lại, cái mặt giáo và mặt thiền. Cho nên học và tu hai cái là chính. Thì lúc bây giờ nó mới có kết quả.